chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tý sinh 1972, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng chật két. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào. Trên bức tường đời, chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi chôn mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người, nhiều lúc thân nhau chỉ ở một lần ta cố gắng chính vì thế. Khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng, thay vào đó hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công, bước qua gian khổ. Hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách, với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Dựa vào việc luận giải các cung mệnh, các bậc thầy tử vi đã phát hiện điểm báo cho thấy, Nhâm Tý sinh 1972 tương lai sắp tới đây, sẽ được lội ngược dòng số phận của mình. Khi được thần tài quan lộc, song lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân phụ trợ, chỉ đường dẫn lối, mà ban cho nhiều vận mờ a vô cùng, trúng số độc đắc, giàu có. Tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả, nợ nần, nghèo khổ cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xịn, an nhàn sung túc, khiến người người kính nể. Để biết được vận trình cụ thể, chi tiết đúng trong 7 ngày tới của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 sẽ diễn biến ra sao, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về tử vi 7 ngày tới của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Minh Đường tử vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Nhâm Tý có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Nhâm Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học, duyên dáng, giỏi ngoại giao, cho chăm chỉ và tiết kiệm. Đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la, rộng lớn, luôn yêu thương, che chở cho những người xung quanh. Họ cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Họ thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác thì Nhâm Tý tan đố mộc, có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Nhìn chung, vận số tuổi Nhâm Tý sinh 1972, cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi được ưu ái, sẽ có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài, vật chất đầy đủ. Vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa, phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người, dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý cũng gặp phải những chuyện trái ngang, do sự mềm dẻo trong tính cách của mình có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần. Đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mà họ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình. Nữ Nhâm Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên, khi về già, họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều.
Nam mệnh tuổi Nhâm Tý là thiên quý tinh, vốn tính thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, nam mệnh tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa, đa tài đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, Nhâm Tý nam mệnh khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, nam Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nhìn lại quãng đường mà Nhâm Tý đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Nhâm Tý mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Nhâm Tý mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Nhâm Tý mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Nhâm Tý vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Nhâm Tý cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Nhâm Tý sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Nhâm Tý dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Nhâm Tý ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Nhâm Tý có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Nhâm Tý cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Nhâm Tý luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Nhâm Tý giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Nhâm Tý như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Nhâm Tý là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Nhâm Tý, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh,
bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng trong 7 ngày tới vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc, 7 ngày tới, xem tử vi tuổi Nhâm Tý thấy rằng con giáp này có thiên tài trợ mệnh nên đường tài lộc khá sáng. Tuy nhiên, đây là điểm báo tài lộc bất ngờ, dễ đến mà cũng dễ đi, cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Thái âm cho thấy quý nhân trợ tài lộc cho bản mệnh trong tương lai có thể là nữ mệnh. Hãy chú ý cách cư xử của mình để không khiến cho quý nhân phật lòng bỏ đi. Thu nhập phần nhiều đến từ nghề tay trái, hãy cân đối sắp xếp thời gian hợp lý để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính của mình. Bạn nên tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để tăng thêm thu nhập, có nhiều cơ hội để bạn phát huy năng lực của mình. Song ngoài may mắn, cũng cần phải có sự chăm chỉ và kiên trì nữa, lấy tiền của người khác vốn chẳng dễ dàng. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tài lộc rực rỡ, 7 ngày tới mang theo những tia nắng ấm, xua dần đám mây ảm đạm trong tháng trước. Con giáp này có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, lợi nhuận cũng tăng dần lên, bù đắp những thiệt hại về kinh tế thời gian trước. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, 7 ngày tới, công việc của người tuổi Nhâm Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh bứt phá. Thời điểm này, các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Đặc biệt, có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng, nhiều thuận lợi là thế. Song không có nghĩa là tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt, giận tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhắc nhở con giáp này chớ vội đắc ý, hay ngủ quên trên chiến thắng, mà chủ quan lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực, làm việc chăm chỉ, thì dù có tiểu nhân quấy phá, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn, sẽ mang lại cho bạn kết quả tích cực. Xét về phương diện sức khỏe, 7 ngày tới, sức khỏe của tuổi Nhâm Tý không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Với những người duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, bạn vẫn nên bồi dưỡng cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng lúc mệt mỏi. Hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não. Có như thế thì sức khỏe mới đảm bảo ổn định về lâu dài. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, 7 ngày tới, đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý không có nhiều tín hiệu đáng mừng, bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nên mối quan hệ giữa những thành viên có phần lạnh nhạt. Dù những điều bạn làm là muốn tốt cho đối phương, nhưng chưa chắc được đối phương chấp nhận. Hãy dành thêm thời gian để tâm sự, chia sẻ nỗi lòng, giúp mọi người có thể hiểu rõ thêm về suy nghĩ của bạn. Đừng áp đặt mong muốn của mình lên người khác, làm vậy chỉ khiến ta sai nhau mà thôi. Ngoài ra, theo phi tinh 7 ngày tới, bản mệnh nên đặt một bát nước sạch ở góc đông bắc trong nhà, nhớ thay nước hàng ngày. Điều này có thể giúp cải thiện phần nào vận trình tình cảm của bạn, cũng có thể tham khảo thêm bí mật phong thủy, thu hút tình yêu nữa. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngày sau đây Minh Đường Tử Di sẽ chia sẻ đến quý khán giả những lời cảnh báo của các nhà tử di về vận mệnh của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, cần đặc biệt chú ý đến điều này. Tình duyên ảm đạm, con đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý cũng khó có tin vui. Đúng trong 7 ngày tới này, các cặp vợ chồng thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, bởi bạn thường đổ những điều bất mãn, bức xúc ngoài xã hội lên đầu người ấy. Nếu còn trân trọng những gì mà mình đang có,
bạn nên thay đổi cách hành xử của mình. Việc trút giận lên đối phương chỉ khiến lứa đôi ngày càng xa cách, thậm chí khiến kẻ thứ ba có cơ hội chanh chân mà thôi. Nguy cơ rình rập, người tuổi Nhâm Tý không nên đặt hoàn toàn lòng tin vào bất kỳ ai. Việc hợp tác lại càng cần phải đề phòng. Đứng trước lợi ích, có những kẻ sẵn sàng lợi dụng bạn để thu về cái lợi cho bản thân mình. Việc hợp tác làm ăn với bạn bè, người thân cũng nên tránh, bởi sẽ có nhiều bất trắc xảy ra, khiến đôi bên vừa mất tiền, lại vừa gây sức mẻ quan hệ. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Nhâm Tý 1972, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiếp tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy, người này được hưởng phúc trời. Cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng thiếu chi, người này được hưởng phúc lộc, tổ tông phúc ấm, mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng, cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến. Tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao, chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành danh, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy, tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh của người này có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu sự quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự, được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản để lại không nhiều. Anh em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được tay ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người này hay gặp phải tang môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc. Tuy có bổng lộc rượu thịt, nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất gia. Người này nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân tỉnh trí, không tham lam, biết phấn đấu, thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn. Người này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, sự gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người này có số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không dồi dào, cuộc đời bôn ba vất vả, không được quý nhân nâng đỡ mà một mình chống chọi, nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu, nên hung hiểm trùng trùng. May thay có xuân phong quá vũ, gió xuân quá thành mưa, trời quang mây tạnh, nên được lương duyên. Người này tuy vận số không được tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào. Người phối mẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho người này có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương quả để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 5 âm lịch.
tháng năm âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người này có giấc giả, chạy ngược chạy xuôi khắp chốn. Người này tham công tiết diệt, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn, quên ngủ, hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại giấc giả, mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh của người khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Người này tuy rằng vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí dượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi, người này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh. Sự nghiệp xây dựng do chính sức mình, song người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, đất trời vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch, người này cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, tính tình phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều, mà vẫn túc giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lợi phóng khoáng, khoan dung độ lượng. Cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có, khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Nhâm Tý. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, vận mệnh của người này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc, rất khó thành công, tu tâm dưỡng tính, tất nên đại nghiệp. Vận mệnh của người này, cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ nghiệp phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân dượng dận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn lộ, người này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội, từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy, thiếu sự quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp. Vợ chồng, con cái yêu thương nhau, nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói, an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức, không giỏi giao thiệp, bạn bè không có nhiều. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống lâu hay đó, phần nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần quỷ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mạnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương quân, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, ngũ cốc thu hoạch nhập hết, vì khó khắp trốn không còn lương thảo, chêm chốc khó kiếm miếng ăn,
người này thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, dù có tiền cũng không biết để cho tiền sinh sôi nảy nở. Vận mệnh của người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tu không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Người này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại. Nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp đỡ được nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời của người này không có đại nạn, sự nghiệp dượng phát thăng tiến không ngừng. Khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt được đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý 1972, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, rơi vào tiết tiểu hàng trong năm, thời điểm mà người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người này cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh, nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh của người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ, nên nhanh chóng giành được thành công. Người này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở tuổi 53, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của Nhâm Tý sẽ thay đổi. Trong cuộc sống, Nhâm Tý thường bối rối trước vẻ bề ngoài, mắc kẹt trong thành công hay thất bại, bị ám ảnh bởi danh vọng và tài sản, hoặc chìm đắm vào những mất mát, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc. Những trạng thái khác biệt sẽ giúp Nhâm Tý hiểu rõ bản thân, phá bỏ những ảo tưởng bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới bên trong. Vì vậy, Nhâm Tý càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Đặc biệt ở 53 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, tính chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi. Người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những Nhâm Tý thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Dương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Dương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh. Nhìn lại bản thân mình, ông mới nhận ra khi tập luyện bản thân, ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Dương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ. Ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối,
Tăng Quốc Viên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Viên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thả trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị có trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý: chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử trừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ, là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi nhâm tí hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm, thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng. Người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi nhâm tí đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác, thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tính chủ, sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình. Một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì. Đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói: đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi, tôi không nỡ để anh tay không đi về. Trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm. Đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng: thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả dần trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa. Ông giật mình, sau đó vui vẻ nói: tốt quá, vậy là anh đã có được cả dần trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu. Nhâm tí hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu tính chủ. Nhâm tí lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với nhâm tí. Lần lượt đi qua ba giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tính chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.